Hôm nay bên order cái MacBook của bên về cửa hàng này, cửa hàng Best Buy. Đây là một trong những cái cửa hàng về đồ điện, đồ gia dụng, đồ công nghệ. Phải nói là lâu đời, một trong những cái lâu đời nhất của nước Mỹ và đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Không biết là liệu bên có thể mang mọi người vào trong được cùng không? Yeah, do you have a bag that's big enough? What kind of camera, Sony? It's a A7S3. Do you know if I can vlog in here? No one said anything to you. It's an electronic store. I'm assuming what will happen. Bên vừa mới pick up được cái máy thôi. Và bây giờ bên muốn đi làm một cái tour một tí, đưa mọi người đi xem một cái Best Buy. Ui, lâu lắm bên cũng chưa đi một cái Best Buy luôn ấy. Đây là dàn camera bling. Đây là bao nhiêu cái lens. Bạn này cũng hỏi là bên đang dùng cái máy gì. Bên bảo là ABS Mark 3. Hồi bé bên thích vào đây cực. Bao nhiêu thứ này. Nhìn tivi to thôi là hồi xưa chỉ nhìn tivi to thôi là đã thấy thích rồi ấy. Khu vực máy chiếu. Wow, tivi phải. Nhà bên cũng sử dụng cái đèn smart home này nhưng mà sử dụng của hãng khác, LifeX. Thề luôn, chắc chắn bên sẽ là cái đứa mà đứng ở quầy này 100%, 1000% là đứng ở đây đợi mẹ mua một cái gì đấy. Đặc biệt là nếu mà ở trong Walmart cái thứ mà có nữa ấy, thì cũng đắm chìm ở trong cái khu chơi điện tử luôn. Và Best Buy vẫn có một cảm giác thích thật, một bầu trời công nghệ. Uầy, làm gì có một cái selection nhiều đồ gaming gear như này trước đây. Thật ra là lâu lắm rồi cũng không đi Best Buy là bởi vì đợt này toàn mua đồ ở Amazon hay là mua đồ trên mạng. Ít khi mà ra cửa hàng lắm, nhưng ra cửa hàng vẫn là một cảm giác. Rút kinh nghiệm từ lần trước khi mà bật cái đèn này nó bị nháy thì bé sẽ không sử dụng cái đèn này nữa. Và hôm nay sẽ đánh một ít đèn. Bé vừa mới mua một cái bộ của Aperture. Đây là một cái bộ nhìn kiểu nhìn nghiêm trọng phết mọi người ạ. Bên trong này là một cái giống như kiểu là một cái vali. Và ở bên trong cái vali này thì có rất là nhiều những cái đèn. Xem có những màu gì. Màu được phết nhờ. Và bây giờ chính là thời khắc để mở cái chiếc máy. Man. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng bên phải xem rất nhiều video, rất nhiều review về cái chiếc máy này luôn rồi ấy. Thế nên bên mình quyết định là sẽ gói hết tất cả mọi thứ mà bên có để mà chỉ duy nhất về một cái workstation này, một cái chỗ làm việc như thế này thôi. Và bên nghĩ là cái con máy này sẽ không disappoint đâu. Đây là một cái con M1 phiên bản Max. Và thôi, cùng unbox ra ngay lập tức. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cùng Ben share một cái niềm vui nho nhỏ này. Tinh tế. Cách để mà cầm nhấc lên tinh tế. Như một món quà. Đây có ghi dòng chữ MacBook Pro. Cảm giác sờ vào
một cái MacBook. Wow. Tiếp tục ở bên trong này, đương nhiên là một cái dây sạc. Đây là một cái dây sạc quay trở về cái nam châm, gọi là MagSafe, MagSafe 3. Và một cục sạc. Cục sạc này nghe nói là có nhiều công nghệ mới áp dụng ở trong cái ổ sạc này đó. Nhìn cái sạc mới này nhìn nó cũng hầm hố hơn. Không biết là có to hơn không nhưng mà nhìn hầm hố hơn. Quả là một trải nghiệm. Thực sự một trải nghiệm unbox dã man. Apple đúng là Apple. Cùng check out cái máy đây một chút thôi. Wow, bao nhiêu cổng này. Ben rất là cần cái cổng này luôn đấy. Đối với những ai mà chuyển file, làm video hay làm ảnh thì biết là cái để SD này là một cái slot quan trọng đến như thế nào luôn. Tiết kiệm được bao nhiêu những cái lằng nhằng ở bên ngoài phải mang theo. Cái cảm giác sờ ấy. Cùng để cùng mở ra xem ạ. What? Bất ngờ đấy. Ui. Wow. Ủa. Công nhận Apple mang được một cái cảm giác nó tinh tế thật luôn ấy. Thật sự rất là tinh tế luôn ấy. Thôi chắc là bé sẽ set up cái máy này sau. Bây giờ phải tạm thời chia tay đã. Thôi cất cẩn thận lại. Một lát nữa về sẽ tận hưởng tiếp. Và Ben không muốn tỏ ra ta đây một tí nào khi mà nói một cái món đồ giá trị như thế này là một số tiền nhỏ. Thực sự nó không hề nhỏ một chút nào cả. Hy vọng là nó sẽ đồng hành cùng với các Ben trong một chặng đường dài, cho ra những cái video thật là hay cho mọi người. Very happy, very very happy. Thôi bây giờ Ben sẽ lên đường để về thôi. Tập trung để lái về nhà một cách an toàn nhất. Xong rồi còn đưa Lùn này và đưa baby đi ăn. Hy vọng là mọi người không chê những cái content mà kiểu nó không được quá là hoa mỹ, kiểu cinematic, nhìn kiểu filmmaking, nhưng mà đây có thể mang mọi người đi theo được những cái trải nghiệm như này, you know. See you in the next one. Peace. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you?